Và chào mừng các bạn đã quay trở lại video Quathru Dasun 3 tập 5 part 2. Sau video lần trước chúng ta đã cật lực quay trở lại, chiến thắng được việc hết sạch máu. Bây giờ mình sẽ tháo cái nhẫn chống chết ra và đeo cái nhẫn tăng lượng máu được hồi bởi được bởi tình Aether Splash. Mình còn được hai cái last standing shot để mà nâng đủ đồ đủ để nâng cái vũ khí của mình lên. Sau tập này chúng ta sẽ đến Faron Keep, và ở Faron Keep chúng ta sẽ nhặt được một món item cho phép bà già bán đồ trong franchise, lấy bán cái standing shot. Điều đó giúp cho chúng ta rất là tiện lợi trong việc nâng cô lên đồ lên cộng 3. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục con đường lúc nãy. Mình chẳng hiểu tại sao mình làm thế này, nhưng mà cứ thế đi. Mình đang cân nhắc mặc giáp vào, nhưng mà mình không có bất cứ một món vũ khí, không có một cách nào để mặc giáp mà vẫn có thể lăn lộn nhẹ nhàng được, trừ khi mình đổi sang cái kiếm. Nói chung đoạn tiếp theo chúng ta sẽ cần dùng kiếm lửa một chút. Mình không thể tưởng tượng được sự mất cân bằng trong cơ thể của mình. Tại vì chúng ta sẽ gặp một số con slam với cả là này kia, nên sử dụng cái kiếm này không tồi, các bạn hiểu không? Ok, các bạn đi xử dưới đây. Ở đây có mụ mập này, mình sẽ có hết sức để mà backstab nó. Nói vậy chứ mình chưa bao giờ thành công việc backstab nên thôi. Không mụ này, không để cho mình giải quyết được cho xong hả? Thấy không? Đơn giản rồi, không mất một giọt máu nào. Đẳng cấp của Evil là như vậy đấy. Deep Gem, cái con mụ mập kinh tởm đó. Bật mí cho các bạn biết luôn là mấy con mụ đó có thể thả bộ giáp của nó ra, cho nên tùy các bạn muốn farm hay không tùy. Thấy không? Ở đoạn này các bạn chạy đừng chạy ngang quá vội, mà hãy chờ một lúc cho nó xuống. Tiếp theo ở khúc này, bạn nhìn kỹ nha. Khi bạn chạy đây sẽ thấy một con khổng lồ lồi lên để đánh các bạn. Bạn phải từ từ bình tĩnh thôi. Đợi nó đánh rồi các bạn hãy né đòn. Ôi dồi ôi, may quá, giỏi vãi luôn ạ, mình cảm nhận được luôn á. Thấy không? Như vậy sẽ giúp các bạn nhặt đồ một cách dễ dàng. Thực tế ở vị trí này các bạn vẫn có thể giết được con khổng lồ này, nhưng mình nghĩ là không nên. Bởi vì thứ nhất á, đồ nó rơi sẽ rơi xuống dưới, các bạn sẽ không nhặt được. Ôi giời ơi. Thứ hai á, là đứng ở trên này sẽ khiến trận đấu trở nên phức tạp một cách không cần thiết. Nên các bạn cứ mặc kệ khổng lồ đi. Trước khi xuống như đó, mình khuyên các bạn là sang bên này trước. Và sẽ thấy mấy con lính nhỏ nhỏ trốn ở ngay đây nè. That's not a bitch, mình giết nó cho. Ôi dồi ôi, vãi cả trồi ra con đó. Mình làm cái ơ rồi tí nữa. Tí nữa mình xuống chung với nó rồi. What's up bitch? Đau không? Chích như vậy cái đo chắc là đau lắm. Ok, mình sẽ chơi lên đây. Chuyện này chúng ta sẽ lại gặp một con mụ mập mà địt nữa. Lát vãi ạ. Hey, mập địt ơi. Để em nói chuyện với chị nào. Ôi dồi ôi. Backstab này. Ôi, không được rồi, không được rồi. Sao mình lại uống máu như vậy? Phải nhớ, hãy lựa thời điểm an toàn mà uống máu, đừng bao giờ. Ôi rồi, chúng một đòn thôi là bị bleeding đấy trời ơi. May quá. Rồi, nhặt một cái Ember.
Do các bạn ra đây xử lý nốt thằng này. Mày chết đi con ạ. Bạn có thể nhảy xuống để đánh nó nhưng mình nghĩ là không cần. Tại sao? Vì các bạn nhảy xuống đó chắc chắn các bạn sẽ mất máu. Ôi dồi, tí nữa nhảy xuống dưới luôn. Chắc chắn các bạn sẽ mất máu, mà mất máu cách không cần thiết như vậy là điều không nên. À, mình sẽ chỉ cho các bạn một mèo nữa, bạn nhìn thấy cái đeo, đây là bộ con Mimic. Rồi các bạn mở item ra, bạn nhớ cái Hunter Charm không? Xài nó. Bạn sẽ thấy con Mimic lăn ra ngủ. Rồi các bạn thao mà đập nó thôi. Ở phần 1 á, thì mấy bạn làm như vậy á, thì gần như chắc chắn nó sẽ thả ra cho các bạn kia đầu của nó. Kia con Mimic này là nó có tỷ lệ sẽ thả ra một món item. Là cái đầu, cái giáp đầu á. Giáp đầu này có khả năng làm gì? Nó có khả năng tăng tỷ lệ rơi đồ và cả tăng cả lượng xô nhận được cho bạn. Bằng một điểm trừ đó là nó sẽ hút máu từ từ. Hút máu của bạn từ từ. Ok. Đối phó với thằng này khá là phức tạp nếu như bạn cảm chơi phòng thủ dữ quá. Mình khuyên á là các bạn tranh thủ lúc đánh xong rồi backstab. Hai á là đạp cái khiên của nó ra. Trong đoạn này các bạn sẽ thấy mình chơi khá là tệ. Nhưng mà thực mà nói thì đẳng cấp là ở chỗ các bạn phải dùng lối chơi của mình để đối phó với địch chứ không phải dùng cách chơi của mình. Bạn nhìn thấy con đó không? Có lẽ mình sẽ nên búp lửa để mà đánh nó cho đau. Ô tô xong nó xuống rồi. Sợ không con, chưa gì để bị stun. Sợ. Bà phát. Đối với mình á, ý kiến cá nhân của mình á, thì BVE á, như vũ khí to đùng hệ strength á, đập một phát cả đống đam á, là vũ khí tuyệt vời để clear một map mà bạn muốn đi cho nhanh gọn. Khi các bạn ra đến đây rồi chứ gì, nếu như các bạn đang không trong trạng thái Ember, hãy xài Ember đi cho mình, bởi vì chúng ta sẽ gặp một thằng NPC Invader ở đây. Thấy không? Bạn chỉ cần đứng đi chờ một lúc tự nhiên sẽ hiện lên và chúng ta sẽ bắt đầu đối phó với nó. Với cách đánh của vũ khí này thì mình chắc chắn sẽ hạ nó một cách đơn giản. Đơn giản. Bạn đừng quá dây dưa với những thằng như Kirk. Bởi vì thằng Kirk cả cơ thể nó là một cách gây làm đều có khả năng gây đam cho nên rất là phiền phức. Mình vừa nhặt được cái khiên với cả cái kiếm của nó này. Ấn tượng đấy. Anh ơi, ra đây đâu phải để em đẹp chết anh nào. Úi dồi, chết bây giờ. Ô thôi xong, còn hai con bên đó nữa mình quên mất. Ở đây sẽ có tận cộng 3 con như vậy nè. Các bạn nên dụ từng con ra team mình đi. Vậy sẽ tiện hơn cho các bạn rất nhiều. Trong đây mình vừa làm cho các bạn xem một cái lối chơi ngu xuẩn, đó chính là bắt một cả bầy này cùng tấn công bạn. Điều này có thể sẽ gây ra hậu quả vô cùng lớn, các bạn hiểu không? Đó chính là chết. Và fuck sake, mày có thể thôi khó chịu như vậy được không ạ? Mặc kệ thằng này, phải lo xử lý thằng kia đã. Mày chết đi con đó. Rồi, chúng ta chỉ cần một thằng này để giải quyết thôi. Backstab bitch. Ôi trời ơi, xong hụt rồi. Thích láo không? Và cái dùng Force Buff hả? Buff cái mã cha mày. Buff fuck cho mày chết luôn giờ. Bạn nhìn thấy thằng khổng lồ đằng kia không? Bọn khổng lồ này nếu như bạn đứng ở dưới chân nó để đánh á, thì nó vô cùng dễ. Nhưng trước khi chúng ta đánh nó, chúng ta phải chạy xuống dưới đây để mở socket. Để lỡ chẳng may các bạn có lăn ra chết á, thì cũng đừng có quá tiếc vì chúng ta đã rất gần với socket. À, nếu mà để ý ở ngay đây thì đây chính là chỗ mà gặp cái con bầy nhầy, con quái giòi ngay sau khi đánh con Crystal Lizard ở bát 1 á.
Ở đây là cái cầu thang lên trên khu khu bên trên của Cathedral of the Deep. Chúng ta sẽ đi ở đây sau. Chúng ta sẽ hoàn thành map này và kỹ lưỡng trước khi đánh boss. Ok, mình tự tin vào bản thân nên mình sẽ không uống máu. Mình sẽ không ngồi bonfire. Bởi vì mình khá là ngại đối phó lại với cả bầy quá lúc nãy. Và tin mình đi, mấy thằng khổng lồ này dễ như vậy đấy. Vẫn còn nữa. Con thì chết thôi. Các bạn gạt cái cầu lên. Bạn đi sát mé bên tay trái bởi vì cái mấy bức tượng ở đây nó có khả năng nhả độc. Trông nó vàng vàng vậy thôi chứ thật ra nó là chất độc nhé, chứ không phải là chất làm vỡ vũ khí và áo giáp đâu. Rồi, các bạn ra đây và bắt đầu. Ở khu này, chỗ này bạn sẽ không thể nào lăn lộn được đâu nhá. Ý mình không phải lăn lộn nhanh nhẹn được đâu nhá, nhưng đừng quá lo vì con khổng lồ này dễ lắm luôn đi. Cách đơn giản nhất để đối phó với nó là bạn đừng có lock on. Tôi sẽ tiện hơn cho các bạn. Đòn đánh của nó rất là dễ né. Bạn đã từng bao giờ bị con kiến cầm cái đũa đập đến chết luôn không? Đập vào chân đến chết. Đây là điển hình đó, bạn hiểu không? Bị đập vào chân đến chết luôn. Nếu bạn muốn kiểm tra máu của nó thì cái việc lock on là bạn sẽ biết được nó còn bao nhiêu máu. Còn tí thôi, còn một hit nữa. Xong. Có một điều mình thắc mắc. Sau khi giết xong con khổng lồ nó sẽ thả ra cho bạn một cái last tonight shot và một cái đơn bay. Nếu như các bạn không biết đơn bay nghĩa gì thì đó chính là một, mình xin dịch thô luôn, đó là đống cức. Và dùng đơn bay để mà liệng nó vào người của địch để gây bị dính độc. Bạn ném phân mặt người ta để cho nó bị dính độc ấy mà. Tít thằng kia luôn á. Đó chính là cái last tonight shot với cả cái đơn ba mình vừa nói đó. Nó nằm ở tít đằng kia thì thôi, chúng ta mở cánh cửa này đã. Ở đây, nếu như các bạn làm đúng á thì các bạn sẽ được gặp thằng NPC có tên là Unbreakable Badges. Badge, tôi thể bạn mình hay gọi nó là Badge. Thằng Bastion này là một thằng khốn nạn nổi tiếng cả 3 phần game luôn. Tuy nhiên, việc gặp nó ở đây là optional, tức là không nhất thiết phải gặp. Bạn cỡ về sau bạn cỡ nào cũng sẽ gặp nó. Sau khi hoàn thành Cathedral of the Deep á, thì cỡ nào các bạn cũng sẽ gặp nó ở Fighting Shrine nếu như các bạn leo lên chỗ tháp Firekeeper. Nhưng vì lúc này á thì mình đã lỡ rồi thì mình sẽ chỉ cho, đã đến đây rồi thì mình phải chỉ cho các bạn cách để gặp thằng Patch. Thấy không? Đăng bài đúng phân. Ok, đã đến đây rồi thì các bạn sẽ thấy còn một thằng khổng lồ nữa. Thằng khổng lồ này sẽ dẫn các bạn đến chỗ khác. Trước khi tiếp xúc với nó thì mình sẽ lưu ý cho các bạn vài điều. Nếu trong người các bạn á, chắc lúc này còn có khá cái firebomb. Nếu như các bạn không có firebomb cũng không sao cả. Các bạn có thể dùng món khác, những cái cây kiếm, vũ lửa cũng được. Thì là tôi nói với các bạn là cỡ nào các bạn cũng nên có vũ khí hệ lửa để mà để dành đúng không? Để lúc con khổ lồ này đánh cũng đơn giản như con kia mà thôi. Tuy nhiên, ở dưới chân của nó sẽ có một đống thạch đen. Đúng bọn slim bọn này nó sợ lửa và chúng ta sẽ mang bom theo. Rồi bạn sẽ để ý ở đây có một con đang chờ lên. Bọn này rất dễ giết nhưng mà bọn nó khá là đông và sẽ gây cản trở chúng ta trong quá trình đánh con khổng lồ. Cho nên mình có một lối đối phó như thế này. Các bạn hãy vào phần item, các bạn equip cái alluring scroll. Món item này dùng để dụ địch ra một chỗ. Liền ở đây bạn sẽ thấy mấy con nhầy á, nó sẽ bắt đầu tiến lại gần kia
chỗ mà mình đã ném, thấy không? Từ chỗ này chúng ta chỉ việc luyện bom mà thôi. Không xong thằng khổng lồ tỉnh rồi. Những khi thằng đồ khổng lồ đứng dậy mà các bạn chạy ra khỏi cái khu này á, chờ một lúc nó sẽ tự động nằm xuống. Làm gì? Vãi cả liệng. Liệng bùn. Chết rồi. Trong đống bùn nó toàn là phân của bọn này không á? Bọn này chứ bọn này ở đâu? Quá đẹp. Nói chung chúng ta tạm thời ở đây đã. Thế là đứng dưới chỗ rổ rồi. Mày có thôi không? Ở chỗ này cũng sẽ chỗ các bạn nhặt được cái bộ giáp khá là đẹp. Tên là Drang Set. Và cũng là nơi các bạn nhặt được cái búa đôi. Sao mày mãi chưa chết vậy? Chết đi. Còn chờ cái con khỉ gì thế không biết. À, cô cũng chết. Và các bạn chỉ cần lạ dạo xung quanh để nhặt đồ thôi. Rang Sus. Bọn mày còn sống à? Ôi dồi ôi, ghê chưa? Ghê chưa? Mày nữa. Lots of the shot cơ. Thấy không? Chúng ta đã có 3 cái rồi, ngon lắm. Mấy cái món răng này, bạn nhặt được răng Amber này, set này, bạn nhặt xong nó sẽ không có cái đầu. À, cái đầu các bạn có thể mượn dùng tạo cái gì cũng được, mà mình nhớ không làm thì set này sẽ không có đầu. Và bạn sẽ nhặt được hai cái búa, cái mẫu lộ nhầm, một cái búa đôi. Sau này bạn sẽ đi xa hơn, bạn sẽ gặp một thằng nữa, nó thả cái thương đôi. Cũng bọn Trang này luôn á. Từ chỗ này bạn sẽ ra thấy một bầy người đang chờ các bạn. Bạn khoan manh động, mặc kệ bọn họ. Bạn đi thế này. Nếu bạn đi gọn gàng thì bạn sẽ để thấy rằng bọn kia không hề để ý đến bạn. Mặc kệ bọn đó. Bạn chạy ở đây. Gạt cái cần gạt. À quên mất, mình đã đi ở đây đâu mà có cần phải gạt cần gạt. Xong. Các bạn ra đây. Mở cái cửa tao đùng này ra. Đây chính là khu ở ngay bên ngoài Cathedral of the Deep, chỗ mà từ trong bắt một mà chúng ta đi từ bonfire bên ngoài á, đi vô. Bạn nhận ra nơi này không? Thế khi bạn mở cái cửa đó ra thì bạn đi xuống dưới đây, bạn sẽ thấy thằng Unbreakable Batch đứng ngay đó. Nó sẽ giả dạng là anh chàng Sigwatch of Katarina của chúng ta. Nhưng các bạn, nếu bạn chơi game, bạn để ý giọng nói của mỗi người thì bạn sẽ thấy ngay rằng thằng này đéo phải là Katarina. Đây là thằng khốn ở đấy. Vision of Betrayal. Đây, đang giả vờ làm Katarina. I am a knight of Katarina. I've managed to track down this cathedral's store of treasure. It's right over there, across that narrow part. Treasure? Always so close, yet so far. I'm in quite a pickle, indeed. Nói chung là... Bạn cứ kệ cái mõm khốn nạn này đi. Bạn chạy ngang qua đây và bạn sẽ thấy một cảnh cutscene khá là thú vị.
Well, say hello to the nice giant. He adores visitors. Thế bà thấy nó khốn nạn cỡ nào chưa? Tuy nhiên, bà nghe kỹ đây. Ủa, bọn Gen đâu rồi? Bọn Gen chết tiệt đâu rồi? Đấy, thằng này tức giận vì không còn thằng Gen nào ở đây cả. Bởi vì mình đã xử hết rồi còn đâu nữa. Chúng ta đã giết sạch bọn Gen ở đây rồi nên mặc kệ nó, chúng ta sẽ quay về Fang Shine. Mình sẽ mua đồ lên level các kiểu một chút. Mình sẽ skip câu đoạn mua đồ linh tinh bởi vì nó không quan trọng cho video. Và chúng ta sẽ đến khúc cộng điểm chỉ số. Đây. Mình đang muốn có vitality để mà lên, để mà có thể mua đồ, ở đây mang nhiều đồ hơn. Mình cũng đang muốn cộng strength cho nó max luôn. Nên chắc là mình sau khi đánh thằng đi cân nó rồi deep, mình sẽ để tiền để mà dành soul để mà lên level cho cái vitality. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến Cleansing Chapel lần nữa và chúng ta sẽ đi phần trên của khu clean Cathedral of the Deep. Bà đi ra hướng này. Nhìn bên tay trái chính là cái thang máy mà mình đã nói. Mày chưa biết tao lên à? Mày không biết là có thang máy lên luôn cơ. Rồi từ đó các bạn đi sang bên tay trái, bạn sẽ thấy có một cái cầu thang ở đây. Trèo lên. Son of the bitch. Chết đi còn gì. Và từ đây các bạn lăn xuống, bạn đừng đi chậm chậm xuống. Mà lăn xuống, mà đi chậm chậm xuống thì bạn sẽ té đấy. Là sao nhỉ? Cái lúc nãy chúng ta vừa nhặt được cái nhẫn Deep Gem từ cái thằng quái đó, mình cũng không hiểu lắm tại sao nó cho mình nhẫn như vậy, nhưng mà chúng ta phải xử thằng này đã. Oh my god. Oh my god. Đừng có đập tôi. Fucking bitch. Mẹ quá, đeo cái nhẫn tăng lượng máu hồi bằng Ether Flash tuyệt vời thật. À, tiếng ở đâu đó, tiếng ở đâu đó. Mày dám. Chúng ta phải xử ghép bọn này nè. Mày đang muốn làm gì đấy? Nào nào nào, nhảy vào đây. Bây giờ mình tính sai rồi. Tệ hại nhất là khi các bạn không nắm được range của vũ khí. Ở bên dưới này chỉ có quái thôi chứ không có gì cả. Tuy nhiên mình vẫn muốn chạy ra đây đập chết cái con này. Vì mình có thể. Mình đơn thuần là ghét bọn đó. Nhưng cái con nào vừa té xuống rồi. Rồi, ở đây, đằng xa xa kia chính là cái cung. Có con nào ở đây vậy? Chắc là không. Nói chung ở đây á thì bạn sẽ nhặt được cái cung tên. Chính xác là cái nỏ chứ, không phải cung tên. Nói chung thì là lúc nãy là mình vừa tap ra ngoài để mà tắt cái message đi vừa kìa vì có nhiều người đang PM quá. Rồi, từ đây các bạn chạy đến bên phải, đi thẳng tới trước. Bạn có thể nhìn thấy có một con ở đây nhưng thật ra nó sẽ là một đoạn ambush ngắn nhắn. Fucking bitch. Này, ambush cái đồ bùi. Ồ, thật là shot. Bọn lùn lùn này nè, bọn nó có thể thả ra cái rìu mà nó đang cầm. Could be illusion. Không,
không có cái legendary wall nào đây hết. Good. Ở đây sẽ là một nơi khá là khó khăn. Thôi tí nữa test xuống rồi. Nếu bạn để ý thì ở đây sẽ có 3 con Cathedral Knight. Bạn thấy bạn không? Bọn đó khá là phức tạp, nhất là khi chỗ này các bạn có thể té bất cứ lúc nào nếu bạn lăn lộn dữ quá. Nên bạn phải hết sức cẩn thận. Và bây giờ mình sẽ thử Berry. Ôi rồi. Không nên đổi đồ. Trong lúc đang đánh nhau với quái. Có phức sách. Giờ chúng ta sẽ làm lại. Ui dồi ôi, tự té kìa, căng không? Ơ, hụt cơ. Em ơi, đây anh nói chuyện phát. Đâm hụt rồi ạ. Ui dồi. Gì vậy? Sao không backstab được? Thích đùa không? Thôi đừng, đừng làm tôi đau. Tí chết ạ. Xong. Tuyệt vời. Đã lúc chúng ta mình biểu diễn cho các bạn một kỹ năng siêu cấp. Đó chính là bắn tên vào đầu. Thấy không? Đẳng cấp không? Không một mẹ để đối phó với bọn kiểu này như này. Các bạn chạy làm sao đó cho nó rượt theo các bạn, và có tỷ lệ nó sẽ tự té xuống. Còn không thì các bạn chỉ cần chạy thẳng một cái nét cái góc tường nào đó. Ví dụ nhá, bây giờ mình sẽ dụ thằng kia ra đây. Giam bắn bố hả hả hả? Bạn nhìn kỹ nha. Nào lại đây với chị. Chị thương. Các bạn có thể đánh nó cách dễ dàng tùy vào nếu bạn đạp thành công thì mình em hiểu sao á. Mình hay bị cái kiểu ấn nút đạp thành nút chém á. Mình cũng không hiểu tại sao nữa. Nào lại đây. Sau khi bạn dụ nó chạy theo các bạn rồi, các bạn ra nè. Đứng đây chờ một chút. Tự khắc nó sẽ lao tới mà chết. Easy game, easy life. Cho các bạn ra đây. Bạn từ đứng từ trên đây các bạn lăn xuống. Tí nữa thì rồi xuống dưới luôn rồi, ghê vậy. Fucker. Rồi đây. Ở đây các bạn nói chuyện với thằng Unbreakable Patch. Fuck đạt nhá. Chọn no nó thì nó sẽ không nói gì đâu. Nói chung bạn cứ trả lời nó thoải mái. Bạn chọn câu trên cùng á. Đừng bây giờ chọn no. Chọn no thì sẽ mất. Mất đoạn này. Sau này các bạn mới làm lại được. Nó sẽ xin lỗi các bạn về việc là lúc nãy lừa các bạn. Vác đổ lỗi cho cái áo giáp kìa. Truly. But behind the look at you. Not all's well that ends. Yeah. Đó. Nó sẽ cho chúng ta cái gesture và cái này. Lần hai gặp lại nó sẽ vứt cho chúng ta cái đồng xu vàng. Mình không đủ tiền để mua đồ nên chắc mình sẽ mua trước cái tôi nên mua cái gì đây? Đằng nào chúng ta cũng phải mua bộ giáp cho thằng Katarina. Nhưng mà để quay lại ở chỗ đi cân rất là deep á. Anh nhầm, ý nhầm. Nếu file sai thì chúng ta sẽ làm chuyện đó xong. Bây giờ chúng ta sẽ ra đây. Mình khuyên các bạn Đừng chốc nữa các bạn sẽ gặp một con Venom tên là Rosatella gì đó, Finger. Cái Covenant này là Covenant trái ngược hoàn toàn với Dark Moon. Nên nếu như các bạn tham gia Covenant này thì các bạn sẽ hủy quest của con series. Mình khuyên là chúng ta không nên. Bạn không nên tham gia nó sớm. Bạn có để đó sau này tính. Bởi vì sao? Bởi vì Covenant này sẽ luôn luôn ở đây. Các bạn lúc gặp lúc nào cũng được. Nhưng quest của con series thì không. Bạn tham gia đây sẽ bị hỏng quest. Lý do duy nhất mình nghĩ các bạn muốn tham gia vào đây đó chính là lấy đồ của Covenant và bạn thay đổi được chỉ số của mình.
Vì cái mụ này sẽ cho các bạn chỉnh lại chỉ số. Một new game á thì các bạn chỉ được chỉnh 5 lần thôi. Nhìn thấy đằng kia không? Đây chính là bộ áo giáp của thằng Invader lúc nãy. Bạn thích thì nói chuyện với nó cũng được, nói chuyện với nó để khám phá Covenant cũng được. Lấy cái achievement Covenant. Nhưng mình sẽ không tham gia. Mình sẽ ngồi xuống đây và recharge. Chúng ta sẽ đi tiếp. Bạn tìm mình đi. Các bạn cứ mặc kệ mấy cái con mập địt này. Đừng có tốn công đánh nhau với tụi nó làm cái gì. Con này thì đập nó chết đi vì nó đứng lẻ. Rồi các bạn từ đây các bạn chạy ngang qua. Đừng lo, lần này thằng Batch sẽ không dám làm gì chúng ta đâu. Nó sợ nó chơi chúng ta lần nữa thì chúng mình tát vỡ mõm nó. Các bạn đi là chỗ cái phòng đông đông lúc nãy mình vừa nói. À, từ đây các bạn có thể thấy chính là chỗ ông nãy, và cũng như vậy các bạn chạy ngang qua đây mà khoan manh động vội. Chúng ta không muốn bọn đó dùng số đông áp đảo chúng ta, nhất là khi đang có hai thằng Cathedral Knight ở đây. Rồi các bạn dùng cung tên đứng từ đây, ăn tỉa hai con này trước cũng được. Mình cũng có thể tỉa thằng này trước cũng được. Ôi dồi, nó té máu kìa. Vì cái bà cả ba bọn này thấy mèo bị bắn cũng hay vô tâm lắm, vô tâm lắm. Ít khi chú ý giúp đỡ nhau. Ơ, vãi cả kệ mình luôn kìa. Có con này nữa, mình đang làm gì vậy? Nhắm bắn cái con khỉ vậy. Bà này không nói chuyện với nhau hay sao mà thằng kia bị bắn mà thằng này chẳng để ý gì hết trơn. Vãi cả hụt rồi. Xong. Đơn giản. Thật ra các bạn nhảy ra tạo xung hụt rồi cũng được, nhưng mà này thì láo cái bố. Úi dồi, gãy cả lưng. Thôi, bình tĩnh. Các bạn còn đừng lo về việc các bạn mất quá nhiều máu cho con này. Thì thực tế con boss ở đây nó còn dễ hơn cả bọn quái thường nữa cơ. Giờ mày muốn cái gì đây hả? Hả? Muốn shot cho mày chết luôn à? Nghỉ. Ngủ thì ngủ suốt đời luôn đi. Mày nữa. Cả mày cũng vậy. Ok, ổn rồi đó. À, còn hai thằng chết tiệt trên này nữa. Double kill. Không double kill được rồi. Buồn vậy. Nếu như các bạn không gọi lên cả thì ở đây bạn sẽ thấy hai cái sai của thằng Horace và con Andri mà mình đã gặp nhau ở Road of Sacrifice. Nếu bạn để ý thì khi bạn gọi hai đứa này lên á, hai đứa nó sẽ luôn luôn quay mặt khỏi bạn, tức là bạn nó tránh nhìn mặt bạn á. Kỳ lắm. Đó. Thấy không? Bạn thấy bọn nó quay mặt đi không? Bọn nó bằng một cách chỉ né mặt mình đi. Bọn nó kỳ lạ vậy đó. Kệ nó. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào phòng boss. Con boss Deacon Up the Deep này á, nếu như các bạn muốn cảm nhận, tìm cách đánh đối phó với nó thì các bạn cứ việc pause video lại. Mặc dù mình biết các bạn chắc nhiều người chơi game gọi 3-4 lần rồi, nhưng mà kệ đi. Nói chung á, con Deacon Up the Deep này rất là đơn giản. Các bạn có để ý á, có một con quái trong đống quái nó sẽ có
cái mắt mũi có một cái luồng aura màu đỏ. Các bạn phải đập nó. Cái luồng aura màu đỏ này nó sẽ nhập sang con khác. Mỗi lần các bạn nhập sang khác, bạn sẽ thấy chỉ có đánh nó mà khi boss mất máu thôi. Sau khi được nửa cây máu, con boss sẽ hiện nguyên hình và các bạn chỉ cần xả đam vào nó. Chú ý rằng khi con boss hiện nguyên hình á, nó sẽ có thêm một skill nữa, đó chính là thả khói cái curse. Tuy nhiên bạn sẽ giết ưng tim đi nếu như bạn làm theo video của mình, hay là các bạn chơi cày cuốc cũng khá khá rồi á, thì bạn sẽ thấy á, việc nó bạn sẽ giết nó trước khi nó kịp thả khói curse vào mặt bạn. Cách đơn giản nhất để mà gây đam to cho mấy cái cho cái thằng boss đó, là các bạn chịu có backstab ở đây. Backstab nó sẽ kết tuyệt vời để mà gây đam lớn trên người nó. Ôi dồi, thôi nào, đừng có làm thế. Con boss này thực sự yếu tới nỗi mà các bạn sẽ thấy nó không giết nổi cái Anri với cả thằng Horace cơ. Thôi nào, được cơ hội đồng boss thế. Thật ra thì mình nếu bạn cảm thấy con boss này mà khó thì tốt nhất đừng có gọi Anri và Horace lên. Nó chỉ làm cho máu boss to lên thôi. Nhưng mà nó thực sự dễ lắm các bạn ạ, tin mình đi. Xong. Vậy là các bạn đã giải quyết xong hai thằng đó. Còn Anri vẫn đang múa lửa như thật. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục quest thôi. Các bạn còn nhớ ở tập 1 á, mình đã nói ở part 1 á, mình đã nói đến có một cái giếng mà các bạn phải nhớ chú ý đến nó không? Thật ra câu chuyện là như thế này. Éo hiểu tại sao thằng Patch lại lừa được thằng ông nội Sigurd, khiến ông bị ở dưới đáy giếng, lại còn bị lột hết đồ ra khỏi người, giáp trụ mất hết. Nói thật nhá, nó thật luôn á, mình nghĩ cái độ khùng khùng của thằng cha Sigurd up Katarina, cái ông cũng đủ hùng để bị lừa như vậy lắm, thật. Mình biết câu chuyện ẩn đằng sau ổng rất là ngầu, rất thú vị, nhưng mà quả thật là ổng quá khùng. Mình định để dành câu chuyện này đến phần cuối của đến lúc mà chúng ta đánh thằng khổng lồ Yom cơ, nhưng mình nghĩ mình sẽ bắt đầu kể cho các bạn, bởi vì mình cũng đang làm trên cái video dựa trên cái câu chuyện này. Nhưng nói chung là các bạn chạy lên chỗ cái tower của Firekeeper, xong rồi các bạn chạy lên đây. Đó, rồi từ đây các bạn chạy thẳng ra đằng trước. Bạn cứ việc đi lên trên cái thang, và bạn sẽ nghe thấy một tiếng động lạ. Cái cửa nó tự đóng lại. Tại sao cái cửa lại tự đóng lại? Bạn đoán xem ai là người hại bạn? Còn con chó nào nữa ngoại trừ thằng mất dạy Unbreakable Patch? Bạn cứ đang nói chuyện với nó đâu có nghĩ rằng mình có Firekeeper ở kia xương để về nhà. Sorry friend. Nó bảo là nó sẽ đợi cho mình chết ở đây. Rồi nó sẽ lột hết đồ của mình ra để mà bán. Tuy nhiên, nó còn nói đến việc there's beauty in death. Besides, you're surrounded by ladies. Đó, nó sẽ nói đến chuyện là chúng ta đang được bao vây bởi phụ nữ. Tại vì sao? Bởi vì đây chính là ngôi mộ của Firekeeper, ở bên dưới chúng ta toàn là Firekeeper. Nói chung mặc kệ nó. Mình biết bạn muốn đấm vào mặt nó, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc. Chúng ta tele về và chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn phải trái với thằng khốn này. Bạn chạy thứ này. Rồi các bạn lên trên đây, bạn sẽ thấy thằng Patch đứa đằng kia, nó sẽ bảo là xin lỗi, nó lỡ rồi, nó lỡ tay chứ phải là cú ý đâu. Cú ý con mẹ mày. Now, hold your horses. Let's have a nice talk about. I'll come clean. Khi đã chịu thằng này, đừng bao giờ tha thứ cho nó. Bạn cái việc chọn không tha thứ được. Oh, for heaven's sake. No, he's still alive. And I'm... Oh, I know. Đây là nó sẽ vứt cho bạn kia đồng xu xị. Rồi bạn sẽ bạn mua hết toàn bộ giáp của thằng ông Katarina, bao gồm cả cái khiên nhé. Xong
Rồi các bạn nghỉ được. Không cần nói chuyện với nó được đâu. Mình đang cân nhắc mua một ít bộ đồ của nó nữa trước khi mình đập vỡ cái mặt lợn của nó ra. Khó nghĩ quá. Rồi, đằng nào cũng có đáng dư tiền mua luôn. Bây giờ thằng này sẽ nói chuyện. Thằng Kredet á, là người đã từng khiến cho thằng này phải hoang ơn. Nó đang cân nhắc về sẽ là sẽ trả ơn thằng đó, hoặc cũng có thể nó sẽ không trả ơn. Tin mình đi, trong quest thằng Redred á, lần thứ hai chúng ta gửi nó đi, nó có thể nó sẽ chết, nó cần người phải cứu nó. Tuy nhiên có một số cách nói rằng thằng Patch vì nó món nợ của nó mà nó sẽ cứu thằng Redred. Mình đéo bao giờ tin thằng Patch cứu thằng khốn ở bất cứ ai cả, nên mình sẽ giao quest này cho Katarina. Chúng ta cũng có thể giúp khiến cho Katarina cứu thằng Redred. Các bạn hiểu ý mình không? Chúng ta có quyền lựa chọn là chọn ông Redred, thằng Katarina cứu Redred, thằng trộm á, hoặc là thằng Patch. Mình không tin thằng Patch nên mình sẽ khiến cho Katarina cứu thằng Redred. Bạn đang cái khía này, bạn sẽ nói chuyện và bạn sẽ biết rằng Katarina đang bị ở dưới này, bị lừa rơi xuống dưới đó. Các bạn nói chuyện với nó và chọn vứt bộ giáp xuống cho nó. Someone luôn cơ. Until we meet again. Comrade. Sao? Ông sẽ cho bạn cái gesture rejoice. Rồi chúng ta sẽ test gesture nào. Yeah. Ok. Nói chung thì đây là cuối video rồi. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại những episode sau. Nhấn subscribe, dislike, comment các kiểu nếu như các bạn cảm thấy video này xứng đáng với những điều đó. Em thật sự rất cảm ơn các bạn đã theo dõi series này và ủng hộ mình rất nhiều. Trong phần description là link của hội Thích Ngồi Bonfire, do những người yêu thích Dark Souls tụ hội lại và giúp đỡ lẫn nhau. Các bạn có thể click vào đó và tham gia hội. Các admin đệ tử của mình sẽ ngay vào luôn cho các bạn vào hội và chúng ta sẽ cùng nhau đàm đạo về Dark Souls. Đồ đạc rồi. Đây, bộ đồ đây rồi. Yeah.